Dạ, lời đầu tiên xin kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em ạ. Hôm nay em quay và đăng tải lên một lô đất cao su thuộc tỉnh Gia Lai. Và lời đầu tiên cũng xin chào là em quay và đăng tải lên một lô đất có tổng diện tích là 52 ha. Một lô đất có chất đất đỏ màu ba gian nhá. Phải nói là một lô đất có 102 ở tại tỉnh Gia Lai. Đây ạ, vườn cao su đây ạ. Vườn cao su này vào khoảng năm thứ 11, 12. Đang cho chúng ta thu kinh doanh mủ mạnh. Tất cả là riêu 4. À, đó, đất bằng đẹp nhá. Và điều đặc biệt, lô đất của chúng ta cách đường tỉnh lộ 675 của tỉnh Gia Lai chỉ bán kính trong vòng một cây số quay đầu là chúng ta ra tới khu dân cư, ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ đó. Quý anh chị thấy đó, rất gần. Đường đi nối lại rất thuận tiện. Cái con đường này trải dài theo cái vườn lô đất chúng ta phải trên dưới 2 cây số là xe đi vùng quanh vườn nhé. Đó, xe ô tô của em đi ạ. Và từ vị trí này chúng ta ra tới đường quốc lộ 14A thì bán kính khoảng 10 cây số quay đầu. Về tới thành phố Pleiku cũng như sân bay thì khoảng 35 cây số thôi ạ. Tất cả chúng ta đi bằng đường tỉnh lộ hết. Phải nói là một lô đất có chất đất đỏ màu ba gian, một nơi có khí hậu chan hòa phù hợp với tất cả các loại cây trồng. Và giá cao su hiện tại bây giờ cũng đang lên khoảng 22.000 trên một ký mủ nhá. Nên là với nguồn thu của lô đất chúng ta rất cao. Đó. Lô đất này là tổng diện tích là 52 ha, trong đó có 4 chủ. Đó, chúng ta có nhu cầu mua 20 ha hoặc 18 ha hoặc 25 ha. Đó, tức là mấy chủ này đều bán hết nhưng mà chúng ta không có đủ điều kiện thì chúng ta có thể mua một nửa diện tích hoặc là mua toàn bộ diện tích này thì mấy chủ này cũng bán hết nhé. Một nơi có khí hậu rất mát phù hợp với tất cả các loại cây trồng. Ở bên dưới các lô đất chúng ta khu vực này thì bà con ở đây sinh sống rất đông, làm sầu riêng, cà phê, tiêu. Đó. Thì nói về nguồn nước thì chỉ cách lô đất chúng ta khoảng 500m thôi là ở bên dưới có một cái suối lớn. Đó. Điện thì đây ạ, điện ba pha thì vào tới khu vực này. Khu dân cư ở vùng quanh vườn chúng ta rất đông. Nên là nói về nguồn nước thì để chúng ta thay đổi cây trồng thì cũng không có thiếu nước được. Đây ạ, cái con đường là trải dài theo vanh cái cao su của chúng ta thì rộng khoảng 10 mét. Đấy, và trải dài trên dưới 2 cây số. Đường đi vùng quanh vườn cao su và trong giữa lô thì cũng đã phân lô đầy đủ để cho xe chúng ta đi vào đây ạ. Và đây, để em quay cho ở bên dưới lô cao su của chúng ta là khu vực này là khu dân cư họ ở đây. Họ làm cây cà phê và cây sầu riêng rất tốt đây ạ. Đó, này, một vườn sầu riêng này. Rất đẹp, chất đất đỏ màu ba gian. Và bãi cao su của ta thì ở trên là đồi nhá. Cho nên là đất rất bằng. Còn bên dưới này thì hơi có độ triền thì bà con làm vườn cà phê bên dưới này. Bởi vì nó sát suối. Còn khu vực ở bên trên này thì đất rất bằng. Hiện tại giá cao su bây giờ đang tăng. Đó, cho nên là cái giá của gia chủ đưa ra bây giờ là đang đưa ra cái giá là 950 triệu trên một hecta nhé. Một lô đất thuận tiện về đường đi nối lại về mọi mặt. Chất đất đỏ màu ba gian. 950 triệu trên một ha. Đó, bao sang tên. Vẫn còn thương lượng nhẹ nhé. Đó. Chủ nhà có nhu cầu bán đưa ra cái giá chính xác. Nếu mà ai có thiện chí mua lô đất đây thì liên hệ cho em. Em sẽ đưa về gặp trực tiếp các anh chủ nhà để chúng ta giao dịch và thương lượng mua bán. Đó, chúng ta thấy cái vườn cao su đây ạ. Cao su này vào năm thứ 12. Đường kính cây cao su trung bình là khoảng 20. Đó, khoảng 20. Và mới cạo hết một mặt thôi nhá. Mới cạo hết một mặt. Mặt thứ hai chưa đụng. Một mặt chưa hết. Đó. Hiện tại bây giờ gia chủ đang cho công nhân cạo từng cái lô ở bên kia. Còn những cái lô này là gia chủ cho nghỉ thời gian để bắt đầu cạo lại này. Đó, đất bằng đẹp, cây cao su rất đều. Cây cao su này đạt khoảng cứ tầm 70%. Tức là 100 cây thì đạt khoảng 70 cây là đều nhá. Em nói rõ là như vậy. Phải nói một lô cao su có tổng diện tích tới 52 ha, liền canh nhau luôn nhá, tức là liền luôn một miếng luôn. Rất khó để cho chúng ta kiếm được một lô đất rộng thế này với giá trị tài sản lớn.
quý ông bà cô dì chú bác anh chị em nào chúng ta có nhu cầu chúng ta mua với lô đất này thì liên hệ cho em. Em cũng nói rõ như ngay từ ban đầu tổng là 4 chủ nhá. Thì chúng ta có thể mua một nửa vườn hoặc mua hết hoặc mua diện tích khoảng 1/3 hoặc 2/3, gia chủ đều bán hết. Một nơi tại tỉnh thành Gia Lai. Một khí hậu rất mát. Chúng ta có thể về đây. Chúng ta ở tại đây cũng được để chúng ta định cư, bởi vì ra tới đường tỉnh lộ và khu dân cư ủy ban dân xã rất gần, trên dưới 1 cây số thôi. Thuận tiện về mọi mặt ạ. Vườn cao su này rất rộng nhá. Bây giờ em sẽ bay live cam cho quý anh chị xem ở trên không để biết cái vị trí lô đất của chúng ta nó đẹp như thế nào, và khu dân cư em sẽ kéo dài từ bên đó qua đây. Đó quý anh chị thấy ạ, chỉ có 1 cây số quay đầu thôi là khu dân cư đó ạ, đường tỉnh lộ 675. Tại tỉnh Gia Lai bây giờ giá đất vẫn còn rất rẻ so với các tỉnh thành khác. Mặt chất đất thì rất đẹp, khí hậu cũng tốt. Nên chúng ta về đây để định cư và làm ăn phát triển kinh tế đây rất phù hợp. Nói về nguồn công nhân ở đây cũng rất nhiều nhá. Ở bên ngoài kia là khu dân cư, làng bản. Người đồng bào thiểu số rất nhiều. Thì chúng ta có thể kêu công nhân về đây để chúng ta khai thác cái vườn cao su của chúng ta. Rồi, mọi thông tin chi tiết thì liên hệ trên số điện thoại là 0975582442. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin pháp lý của cái vườn cao su của chúng ta cho quý anh chị tham khảo. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của em hàng ngày. Và xin tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất hàng ngày em đăng tải lên. Và bây giờ xin mời theo dõi live cam ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.